nghe thì khoa bắt tố bạn mới quen lừa 30 tỷ johnny đặng lên tiếng ngay lập tức nó bị lừa thì phải có bằng chứng tranh cãi giữa những người bạn từng thân có vẻ chưa đến hồi kết hơn một tháng qua khi lùm xùm giữa johnny đặng và bút thuốc khoa bắc nổ ra dường như chỉ có phía ông trùng kim hòa nhất tới tình bạn này trên mạng xã hội tuy nhiên sau khi johnny đặng đặc biệt nhắc đến khoa bắc về việc không giữ chữ tín khi làm ăn bữa này ngay ngày hôm qua ba mươi tháng 11 cũng đã lên tiếng johnny đặng cho biết tất nhiên cuộc tranh cãi không chỉ dừng lại ở việc khoa bắc nói mình bị một người bạn lừa không chỉ đích danh là ai thậm chí còn gọi người kia bằng những từ mang tính chỉ trích nặng nề ông trùng kim hàng người mỹ gốc việt ngay sau đó cũng bỏ gậy chơi golf xuống và livestream để chia sẻ về sự việc vừa qua Sáng nay vừa ngủ dậy tôi thấy Ti Khoa Bắc nói anh ta bị lừa 30 tỷ để tổ chức tiệc sinh nhật. Tình cờ là tôi cũng mới làm một buổi sinh nhật. Vừa qua tôi cũng trả lời trên một tờ báo rằng Khoa là người không giữ uy tín. Khoa đã nhận lời làm đại diện quảng cáo cho DBZ. Vương Phạm là người làm chứng. Tôi nói có sách, mách có chứng chứ không nói bậy bạ. Dòng trạng thái của Khoa không biết đến tên tôi nhưng nhiều người hỏi có phải Khoa nói tôi không? Tôi nghĩ là hiểu lầm thôi. Nhưng nếu anh ta nói bị lừa thì phải có bằng chứng. Tôi cũng không biết anh muốn ám chỉ điều gì. Sau khi Khoa Bắc kể về vụ việc bản thân bị lừa trên tài khoản cá nhân, nhiều người dùng mạng đã đại diện YouTube hỏi cho người đặng. Chắc có lẽ vậy mà dù đang đi tập thể thao nhưng Johnny đặng vẫn tập trung vào lần lên tiếng của Khoa Bắc. Hơn nữa, trong lời kể của Khoa bác có nhắc đến một người bạn vừa tổ chức sinh nhật, lại hay Johnny Đặng vừa có bữa tiệc xa hoa với các rapper, gái xinh và siêu xe cho sinh của mình. Chính vì vậy, CM lại càng thắc mắc không biết Johnny Đặng có phải chính là người đã lừa Khoa Park 30 tỷ đồng vì vụ lợi không. Bên cạnh đó, ông chủ Kim Hoàn không quên nói về năng lực và uy tín của mình trong ngành trang sức nước Mỹ. Tôi vào ngành Kim Hoàn đã mấy chục năm nay, không phải một sớm một chiều tôi nhảy lên top Kim hoàng của Mỹ. Tôi đi rất chậm, tạo niềm tin, sự uy tín với tôi rất quan trọng vì không có chất tín thì thiên tài cỡ nào cũng không làm gì được. Tôi không nói mình là người thành công nhưng quá trình làm việc đã nói lên được quá trình làm việc, niềm tin của tôi với khách hàng như thế nào. Mối quan hệ của cả hai nhân vật trên bắt đầu khi Khoa Bắp muốn đặt làm một bộ kim cương tại xưởng của Trương Nguyệt Đặng. Lần đó, Trương Phú du học sinh Vương Phạm đã lái xe chở Khoa Bắp đến dinh thự của ông Trùng Kim Hoàn. Cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí Johnny Đặng còn dẫn hai người bạn tham quan sương sương ngôi nhà của mình và những chiếc xe xe. Ban đầu, tưởng chừng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức mua bán, kinh doanh qua lại nhưng do đó, Khoa Bắp thường xuyên đăng tải những video cả hai gặp gỡ nhau ở các sự kiện ngoài đời hay đơn giản là hẹn ăn uống, nói chuyện phiếm. Bên cạnh đó, Khoa Bắp cũng đổ tiền tỷ vào tiền ảo mà Johnny Đặng sáng lập. Trong khi mối quan hệ giữa Khoa Bắp và Johnny Đặng giãn nứt, mối quan hệ giữa hot youtuber và Vương Phạm lại ngày càng khăng khít khi cả hai cùng nhau hợp tác kinh doanh. Hiện tại, cả hai đang dồn tâm huyết để xây dựng nhà hàng lẩu ở Houston, Mỹ.